bộ phim Hạnh Phúc Của Lão Đại, với các diễn viên chính Phạm Dĩ, Tô Ninh, Châu Khiết Đông cùng với một số diễn viên khác. Đạo diễn Lý Lộ. Sinh ra rồi, lớn lên rồi, thế là xong. Đi học rồi đi làm, thế là xong. Thế là xong. Thế là xong. Có gia đình rồi lập nghiệp, cùng cố gắng và cho đi. Thế là xong. Thế là xong. Có gia đình rồi lập nghiệp, cùng cố gắng và cho đi. Em cười, anh sẽ cười. Chỉ cần em vui vẻ thì anh sẽ tươi cười. Vậy được chứ? Thế là xong. Thế là xong. Tập 36. Anh nói cho em biết, vì anh diễn chung với Hà Giang nên thấy hơi áp lực. Bình thường chỉ nhìn thấy trong tivi, bây giờ là mặt đối mặt, còn diễn thuộc hạ của cậu ấy, không căng thẳng mới lạ. Lời thoại nói nhận lệnh đâu có gì khó, nhưng lúc đó anh lại quên mất. Nhận lệnh gì đó, anh nói luôn nhận được lệnh, được. Không để ý ngã lăn ra. Nhưng anh diễn như vậy đúng là sự nuối tiếc của nghệ thuật. Vậy đi, hai hôm nay em hãy nghỉ ở nhà. Em cứ để anh diễn giùm em cho. Anh nhất định phải bù lại sự nuối tiếc này. Anh diễn gì chứ, em không nghĩ được đâu. Anh không phải nghề này, anh diễn không được đâu. Cái gì mà anh không làm nghề này? Bình thường anh kể chuyện đó cũng là làm nghệ thuật mà. Hai cái này khác nhau, đâu gặp chung được anh hai. Em nói cho anh biết, đừng nói ngày mai. Các vai diễn cho tối nay em đã xếp dày đặc hết rồi. 3 bộ, anh xem đi. Nhà Trinh Thám Đại Thanh, Em Tự Tử Vì Sợ Tội, bộ thứ 2, phim lẻ Sống Một Cuộc Sống Đần Độn, Em Nhảy Sông Tự Tử, bộ thứ 3, Hướng Đến Tử Vong, em diễn vai bị bệnh ung thư. 3 vai. Em không thể chọn vai nào sống lâu hơn sao? Anh không biết đâu, đây là công việc sướng mà. Một buổi tối chết 3 lần, làm sao mà sướng? Anh không biết đâu. Bây giờ diễn mấy vai này không những được trả thù lao mà còn được cho lì xì nữa. Công việc sướng như vậy đi đâu tìm anh hai? Em nói cho anh biết, bây giờ em diễn những vai chết chóc, có người biết đến rồi, người khác không thay thế được đâu. Thật mà, em đã đồng ý người ta diễn 3 vai này rồi. Anh không phải là người của nghề này, anh diễn không được đâu. Anh làm sao mà diễn được mấy vai này? Em lên lầu nghỉ một chút đây. Trở thành người tử vong chuyên nghiệp rồi à? Làm sao đây anh hai? Từ khi mua nhà rồi, anh ấy càng làm điên cuồng hơn nữa. Hết cách rồi. Bây giờ chỉ còn cách bắt buộc nó ở nhà thôi. Bắt buộc. Hai chúng ta cộng lại cũng không bắt buộc được ảnh đâu. Để anh nghĩ cách. Anh ấy ngủ rồi. Nhưng anh xem đây, đây là kế hoạch của anh ấy, nhiều vai lắm. Tối nay đã có hết 3 vai rồi, ngày mai 2 vai diễn. Nếu anh ấy thức dậy biết được không diễn mấy bộ này, anh không dần đến tháo nhà mới lạ. Bình tĩnh. Sáu giờ sáng đã đến rồi. Đoàn làm phim đó không phải hôm nay bấm máy sao? Cậu không có đi à? Là ai vậy? Chưa gặp bao giờ. Diễn viên mới à?
Chú em, cậu cũng là diễn viên à? Đúng vậy. Vậy tại sao cậu không theo họ đi đi? Họ à? Họ đèn tối lắm. Tôi không theo họ đâu. Đèn tối nghĩa là sao? Họ trả tiền ít lắm. Rất ít. Vậy nếu tôi trả tiền với giá hợp lý thì cậu có hợp tác với tôi không? Anh cũng là trưởng nhóm sao? Không, tôi không phải là trưởng nhóm. Chỉ là trong tay tôi có mấy vai diễn. Nếu cậu chịu hợp tác với tôi thì hãy giúp tôi, có được không? Được chứ. Cậu lấy bao nhiêu? Tôi lấy hơi cao đó. Ít nhất cũng phải trả tôi một ngày 100 đồng. Bao nhiêu? 100. Một ngày 100. 100 mà. Tôi có hỏi qua rồi, họ đều là 21 ngày mà. Họ là diễn viên quần chúng, còn tôi là chuyên nghiệp, là diễn viên quần chúng chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đó. Chuyên nghiệp thì cũng là diễn viên quần chúng thôi. Tôi diễn hay hơn họ rất nhiều. Tôi thấy cậu nói tiếng phổ thông cũng không được giỏi lắm. Tôi thấy anh nói tiếng phổ thông mới dở thì có. Nếu không thì chúng ta thử tài đi. Bây giờ tôi đọc một hơi hết một đoạn. Anh có anh biết không? Vậy cậu đọc đi. Phía trước núi có 44 cây hồng. Anh đọc thử đi. Cái này thi gì vậy? Đọc hết một hơi. Đọc hết một hơi. Vậy đọc như thế nào? Phía trước núi có 44 cây hồng. Phía trước núi có bao nhiêu cây? Có 44 cây. 44 cây. Cây gì? Tôi nói anh không được rồi mà. Tôi đâu phải là diễn viên. Cậu đừng thử tôi cái này. Khi nói lời thoại, cậu có thể nói trôi chảy như lúc nãy không vậy? Có lời thoại nữa sao? Tất nhiên rồi. Tôi diễn. Tôi diễn cho. Tôi không lấy tiền đâu. Không lấy đâu. Tôi muốn diễn xong bộ đó rồi thì gửi về quê cho người nhà tôi. Sau đó cho người nhà tôi xem. Cho mẹ tôi xem. Cho bảy xem. Tôi ở Bắc Kinh kiếm tiền cũng khá lắm. Cái thằng này nhập vai mau vậy. Được rồi, kiếm rất khá. Được rồi, cậu đừng khóc nữa. Nín đi. Được rồi, được rồi. Thôi vậy đi. Cậu cứ theo tôi, cậu diễn cũng hay. Cậu nhập vai quá nhanh rồi. Vậy đi, cậu cứ đi theo tôi. Nếu cậu diễn hay tôi sẽ cho thêm tiền. Không, tôi không lấy tiền đâu. Tôi không lấy tiền thật mà. Chuyện nào ra chuyện đó. Yêu thích nghệ thuật, chắc chắn là yêu thích nghệ thuật. Nhưng tiền cũng phải lấy chứ. Cứ quyết định như vậy đi. Cậu tên gì? Tôi tên Lý Lộ. Mộc Tử Lý. Lộ của Mã Lộ. Tên rất hay. Tôi nhớ tên cậu rồi. Lý Lộ đúng không? Rồi, chúng ta đi thôi. Lý Lộ, chúng ta nói trước rồi mà. Sao nói không diễn là không diễn vậy? Anh à, tôi không muốn diễn thật mà. Cậu coi, có ba vai lận, đúng không? Đều là đoàn làm phim lớn. Ống kính nhắm vào cậu, được lên TV. Không phải. Em đứng trước ống kính là muốn đóng phim. Nhưng chưa được đóng gì là chết rồi. Hơn nữa là chết thê thảm như vậy. Tôi có bạn gái dưới quê. Nếu để cậu thấy thì sao? Lý Lộ. Lý Lộ à, cậu hãy nghe tôi nói đã. Vậy đi, 100 đồng cho một vai diễn. Ba vai 300 đồng. Cậu coi như giúp anh có được không? Anh đừng ép tôi. Tôi không muốn diễn thật mà. Cậu, diễn viên đóng cảnh treo cổ thay đồ chưa? Cậu, Phó Cát Tinh. Ai là Phó Cát Tinh? Ở đây, mau vào phòng họp chuẩn bị đi. Tôi biết rồi. Từ đây vô thành phố tốn bao nhiêu tiền? 4 hay 50 đồng gì đó. 50. Tôi không lấy tiền của anh đâu. Chuyện nào ra chuyện đó. Để tôi tìm xem có vai nào thích hợp với cậu không. Như vậy nhé. Xin lỗi, cậu về đi. Tạm biệt. Đại nhân, nghi phạm tự kết liễu mình rồi. Trừ ác cho dân, thật khiến người ta hả dạ. Có chuyện gì vậy? Lần này lại tốn công quay nữa rồi. Tại sao vậy? Đạo diễn, dây của tôi không có vấn đề. Tôi thắt cũng chắc lắm, cũng rất chuyên nghiệp. Nếu không thì tại sao như vậy?
Mấy cậu cứ như vậy thì uổng công và tốn thời gian của tôi hết. Kêu tôi làm sao quay tiếp được đây? Đạo diễn đừng nóng giận, không phải tại họ đâu, là tại tôi. Tôi nặng quá, chịu không nổi. Anh kia, sao hả? Tôi không sao, không sao. Anh cũng chịu được đau nhỉ? Hai cậu đi làm việc đi. Lát nữa tôi còn té xuống sông nữa, không sao đâu. Thế thân chuyên nghiệp mà. Nhưng với tuổi của anh, làm nghề này không thích hợp lắm đâu. Không sao, đoạn nào té thì phải té thôi. Các bộ phận khác tranh thủ đi, chúng ta quay lại lời thoại. Máy quay chuẩn bị, các cậu nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Cậu thắt thêm hai vòng nữa. Lần này sẽ không đứt nữa. Buộc chặt. Buộc chặt vào. Cột như vậy là được rồi đạo diễn. Ông coi, lần này rất chắc. Chúng ta bắt đầu đi. Được. Mẹ, mẹ vào ngồi đi. Con đang làm cái gì vậy? Làm như mẹ là lãnh đạo đến khảo sát vậy. Mẹ không phải là lãnh đạo, nhưng mẹ giống lãnh đạo. Có lần nào mẹ tìm con mà không giao nhiệm vụ cho con đâu. Mẹ nói cho con biết, sinh nhật của mẹ có được xem là nhiệm vụ không? Chuyện đó thì đâu cần mẹ lo, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Lần này mẹ muốn làm lớn hơn nữa, mời nhiều người hơn nữa. Dạ được, không thành vấn đề. Mẹ muốn mời Mai Hảo luôn. Dạ được. Từ sau khi cô ấy dọn đến nhà mình, mẹ và cô ấy rất hợp nhau. Trong lòng mẹ đã xem cô ấy như người một nhà rồi. Mẹ, mẹ không cần hỏi ý con về chuyện này. Con không có ý kiến. Mẹ không phải hỏi ý con. Mẹ muốn nhờ con chở Mai Hảo mua đầm dạ hội tặng cho cô ấy, để cô ấy ăn mặc cho thật đẹp. Những kiểu áo trước đó của cô ấy giản dị quá rồi. Con chở cô ấy đi à? Đúng vậy. Trời ơi, mẹ thấy con chở cô ấy đi thích hợp sao? Nếu không thì con mua một bộ về tặng cô ấy đi. Không phải vậy đâu mẹ. Có vậy thôi mà cũng không nghe lời mẹ. Mẹ, hay là như thế này đi. Con đi mua, đợi con mua về rồi mẹ tặng cô ấy. Vì đây là tấm lòng của mẹ mà. Mẹ, nếu mẹ gây áp lực cho con nữa thì con sẽ trốn xa mẹ đó. Được rồi, con không cần phải trốn đâu. Con cứ đi mua trước đi. Mẹ nói cho con biết, con phải mua cho đẹp đó. Dạ. Miu Miu. Dạ. Mấy giờ rồi em? 5 giờ chiều rồi. Trời ơi, 2 tiếng này đúng là ngủ đã thật. Em yêu, làm cái gì đó cho anh ăn đi. Tối nay anh còn phải đóng phim nữa. Gì mà 2 tiếng, anh cũng ngủ hay thật đó. Nghĩa là sao? Anh đã ngủ hết 26 tiếng rồi. 26 tiếng? Nói dối. Anh làm gì mà ngủ đến 26 tiếng chứ? Anh đã ngủ hết 26 năm. Em coi, tóc anh đã bạc hết rồi. Râu anh cũng mọc luôn rồi. Sao em không già đi? Có phải anh muốn em già lắm không? Làm gì có. Anh đâu để em già được. Anh xem ngày tháng đi. Ngày tháng trên di động của anh đó. Em muốn hù anh sao? Anh ngủ lâu như vậy à? Vì anh hai bỏ chút thuốc ngủ vào ly nước ép của anh. Muốn anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Còn mấy vai diễn của anh? Vai diễn của anh? Trời ơi, vậy là em giết anh rồi. Ba lô anh đâu? Anh đi đâu vậy? Anh đi tạ tội. Không cần đâu, anh hai diễn thế giùm anh rồi. Cái gì? Anh ấy tìm một người diễn thế mấy vai diễn của anh. Hôm nay lấy tiền về luôn rồi. Bây giờ anh ấy đang thế anh diễn mấy vai khác. Anh ấy muốn khi anh tỉnh rồi vẫn có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Hai chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Ở bên nhau. 26 tiếng. Vậy là hôn mê rồi còn gì. Anh muốn ăn gì? Em nấu anh ăn.
Nghe em nhắc anh mới thấy đói. Lấy cho anh một chai bia đi. Sao? Anh vừa thức dậy mà đòi uống bia à? Bây giờ anh chỉ muốn uống bia thôi, sau đó là cơm. Anh không sợ trúng độc sao? Trộn cơm với bia, ngon hết sảy. Nhanh lên đi em. Trời đất ơi, ngủ 26 tiếng. Mau lấy cho anh chai bia đi. Vào đi. Mẹ, con hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đồ của mày hảo đây. Mua về rồi thì con mang qua cho cô ấy đi. Mẹ, mẹ không được như vậy. Nhiệm vụ của con là mua, còn mấy chuyện khác con không lo. Tặng là chuyện của mẹ mà. Con đi ngủ đây. Cái thằng này tính cảnh giác cũng cao đó. Cái này cũng đẹp lắm. Mai Hảo, chào bác. Con mặc thử cái áo này đi. Áo gì vậy bác? Sinh nhật bác sắp đến rồi. Bác tổ chức một buổi tiệc, đến lúc đó con cũng đi, cho nên mua cho con bộ này. Đến lúc đó con mặc nó vào nhé. Con không nhận đâu. Con phải nhận. Buổi sinh nhật đó rất quan trọng. Mừng thọ bác 70 tuổi. Con không vì cái khác, cũng phải vì hình tượng của nhà họ Hạ mà mặc nó chứ. Cầm lấy đi, con mặc thử đi. Nhưng con không thể lấy cái áo này được đâu. Nếu con không muốn lấy không, vậy bác sẽ trừ vào tiền lương của con được chứ. Con cứ mặc thử coi có vừa không. Mặc thử đi. Con mặc đẹp lắm. Con thấy sao? Con thấy cũng đẹp, rất vừa với con. Áo này bao nhiêu vậy bác? Con đừng để ý tới tiền bạc. Đến lúc đó con phải mặc nó. Nhớ đó. Dạ. Bác vui quá. Đúng là mua áo này rất thích hợp. Con cũng không ngờ đó bác. Bác thật biết chọn. Đâu phải bác chọn, là con của bác cố tình đi chọn cho con đó. Cái thằng này cũng biết mua quá. Rất hợp với con. Xem ra nó cũng để tâm lắm đó. Anh uống ít thôi. Miu Miu, sao em tốt đến thế? Anh phải báo đáp em mới được. Không cần rồi, chỉ cần anh vui là được rồi. Em yêu, đợi chúng ta dọn vào biệt thự rồi, chắc chắn sẽ vui hơn bây giờ gấp mấy lần. Là gấp mấy chục lần mới đúng. Em nghĩ coi, chúng ta sẽ ở trong biệt thự. Biệt thự lớn. Mỗi lần anh nghĩ đến cảnh tượng này, nằm trong biệt thự, vừa mở mắt thôi, biệt thự lớn. Còn em thì nằm ở bên cạnh. Nếu anh có thể cảm nhận cảm giác này một lần, có chết anh cũng chịu. Miu Miu, em sao vậy? Sao mua biệt thự rồi em còn buồn vậy? Đâu có, em vui lắm. Chỉ là em cảm thấy chúng ta nên nghĩ đến việc sinh con rồi. Được, chúng ta đã giải quyết vấn đề nhà rồi. Bước tiếp theo là sẽ sinh con. Thật sao? Thật chứ. Em yêu à, em yên tâm đi. Anh biết em rất muốn có con. Anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện này mà. Bây giờ mình đã mua biệt thự rồi. Bước tiếp theo, anh nhất định sẽ làm một người cha tốt, một người chồng tốt. Anh hứa đó. Đây, em ăn đùi gà đi. Ăn đi. Đạo cụ, có ngay. Nhanh lên, chúng ta đổi cảnh khác.
Lan à? Anh Hai, sao anh lại mệt đến như vậy? Em đến nhanh vậy? Anh không ngủ mấy ngày rồi, từ tối hôm qua đến bây giờ. Các tin đó đúng là vô lương tâm mà. Anh vào đi. Được rồi, từ từ thôi. Được rồi, em thật là có công, chạy xe đến đón anh. Các tin nó thật là, nó không biết anh tuổi con gì sao? Tuổi con hổ. Nó cũng tuổi con hổ, anh lớn hơn nó đến 12 con giáp lận. Công việc tối nay đã xong rồi. Alo. Em thức rồi à? Anh Hai, em ngủ rất ngon. Anh diễn thế giùm em hết rồi à? Anh Hai, anh cũng sau này anh đi làm trưởng nhóm giao quần chúng được rồi đó. Được, sau này hai anh em mình cùng làm. Em nghĩ rồi, mở một văn phòng cũng còn được. Em đi nghỉ ngơi đi, ngày mai anh còn phải làm thế em nữa. Có gì ngày mai anh sẽ mang tiền qua cho em. Anh không cần đưa em gấp như vậy đâu. Không đưa em thì anh đưa cho ai? Thôi em đi ngủ đi nhé. Dạ em biết rồi anh Hai. Dạ được, dậy đi anh. Anh Hai, anh tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Nếu không phải thì sao? Nó đang bị thương mà. Chẳng lẽ em muốn nó bỏ mạng luôn sao? Em mau chở anh về đi, ngày mai anh còn phải diễn nữa. Thật chẳng ra làm sao. Anh Hai, hay là chúng ta... Em yêu, qua đây ngồi đi. Anh Hai vừa điện đến à? Không phải nói đó, anh Hai đúng là tài thật, có năng khiếu làm người quản lý rồi. Hai anh em anh mà cùng làm thì việc trả tiền nhà không còn là mơ nữa. Tôi biết việc trả tiền nhà không phải là mơ. Cát Tinh à, anh đừng nghĩ lung tung nữa. Anh Hai nghĩ cho sức khỏe của anh thôi. Anh ấy cũng lớn tuổi rồi, làm người quản lý cái gì nữa. Anh Hai vì anh mà tranh thủ từng phút, đều hy vọng anh nghỉ ngơi cho khỏe. Anh biết, anh hiểu mà. Ngày mai anh sẽ nghỉ thêm một ngày nữa, sau đó mang theo ước mơ biệt thự nghỉ ngơi lấy sức, rồi tiếp tục công việc của mình. Cát Tinh, chúng ta ký hợp đồng chính là muốn anh ổn định lại. Tại sao anh vẫn... Miu Miu, anh thấy em lạ lắm. Anh phát hiện mấy hôm nay em rất nhạy cảm với vấn đề này của anh. Bởi vì... Vì cái gì? Nói tóm lại, em không muốn anh mệt như vậy, nóng ruột như vậy nữa. Bây giờ biệt thự cũng có rồi, chỗ đó cũng có anh ba lo giùm anh rồi. Nhất thời chúng ta chưa dọn vào đó ở được, anh cũng nên điều chỉnh lượng công việc của mình chứ. Anh có thể nghĩ đến việc sinh con không? Được. Phu nhân nói rất có lý. Phu nhân, ta tuân lệnh. Anh lại diễn nữa rồi. Em thấy anh diễn có hay không? Anh ngày nào cũng diễn hết. Chúng ta coi tivi đi. Bộ này cũng hay, coi chương trình này đi. Cũng được. Lợi dụng anh à? Anh cũng lợi dụng lại mới được. Tiếp theo là nghĩ đến chuyện sinh con. Ngủ đi anh. Ngủ thôi. Ngày mai được nghỉ rồi. Thank you.
Chào anh. Chào anh. Chào. Anh là... Tôi là chủ căn nhà này. Tôi đến đây để xem nhà tôi xây đến đâu rồi. Thật là ngại quá. Chỗ này là hiện trường thi công nên không cho tham quan. Tôi là chủ nhà mà cũng không cho xem à? Anh đừng khách sáo, ở đây cấm hút thuốc. Tôi mời anh một điếu thôi. Anh khách sáo quá rồi. Anh còn việc gì nữa không? Không có gì. Tóm lại tôi đứng đây nhìn nhà của tôi. Chỗ này đến khi nào thì hoàn thành? Chúng tôi đang trong giai đoạn xây nhà thô. Anh thuộc loại nhà nào? Loại nhà độc lập, 400 m², bãi cỏ 470 m², một gara để được 2 xe. Vậy đó chính là kiểu thiết kế tốt nhất của chỗ này rồi. Vậy sao? Đúng vậy. Vậy tôi may mắn quá rồi. Anh à, anh rảnh không? Dẫn tôi đi xem nhà được chứ? Được. Nhà anh số mấy? Số 51. Số mấy? 51. Sao vậy? Vị trí không tốt sao? Chỗ này của chúng tôi chỉ có 50 tòa biệt thự thôi mà. Anh nói bao nhiêu? 50. Không có 51. Chỗ này có phải là biệt thự của Phó Cát An không? Đúng vậy. Anh sao vậy? Tôi đi tìm ông chủ anh tính sổ. Miu Miu, em đang làm cái trò gì vậy? Cát Tinh, anh sao vậy? Em đừng giả giờ nữa. Em đã mua biệt thự gì cho anh? Em tưởng đầu óc anh có vấn đề sao? Hay là anh đần độn? Số 51 à? Anh đến đó rồi, người ta chỉ xây 50 tòa thôi. Làm gì có 51? Không phải đâu Cát Tinh. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô với anh ba hùa nhau lừa tôi đúng không? Cô đợi đó, đợi tôi về tính sổ với cô. Anh hãy nghe em nói đã. Em chỉ muốn có con thôi. Muốn cái đầu cô. Cô ngày nào cũng nói yêu tôi. Cô yêu như vậy đó sao? Cô muốn hủy hoại ước mơ của tôi đến như vậy à? Tôi cũng sẽ hủy hoại cô. Chẳng phải cô muốn có con sao? Đừng nói là cô chưa có. Cho dù cô có thai rồi thì cũng phải phá nó. Tôi không cần. Tôi lặp lại một lần nữa. Nếu cô muốn thì dẫn theo đứa con rời xa tôi đi. Tôi không cần ai hết. Không cần gì hết. Số 51 là sao? 51 là sao? Em làm gì mà la toán lên như vậy? Anh dựa vào đâu mà lừa tôi? Có phải anh tưởng tôi chả là gì hết đúng không? Tôi đang hỏi anh đó. Anh dựa vào đâu mà lừa tôi? Anh trả lời đi. Trả lời đi. Cát Tinh, chuyện bán biệt thự cho em, anh chỉ bị ép buộc thôi. Ai ép anh? Tôi mua nhà tôi có đến năn nỉ anh không? Là anh chủ động đến lừa tôi. Anh ba, anh là anh tôi, nên tôi nhịn anh đến giờ. Tôi luôn giấu sự suy nghĩ thật sự của tôi đối với anh. Tôi không nói ra. Nhưng anh không thể làm như vậy. Anh đối với tôi như vậy hết lần này đến lần khác. Anh là gì hả? Chỉ là nhà đầu tư thôi. Lạnh lùng vô tình, giả nai. Thôi đủ rồi. Em nói đủ chưa? Em đã nói vậy rồi, anh cũng phải nói vài lời. Cảm ơn em có những suy nghĩ đó đối với anh. Anh đã biết trước em nghĩ anh như thế nào rồi. Thật ra em biết được biệt thự đó không tồn tại. Như vậy cũng tốt. Nhân cơ hội này anh cũng nói cách nhìn của anh đối với em. Anh nói đi. Anh nói đi. Thật ra vừa rồi em cũng đã tự nói rồi. Trong mắt anh em chẳng là gì hết. Có giỏi thì anh nói lại một lần nữa xem. Chẳng là gì hết. Anh giỏi lắm anh ba. Không phải. Ông Phó Cát An,
Sau này chúng ta đường ai nấy đi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Đứng lại. Em cảm thấy anh đã sỉ nhục em à? Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm anh nói cái gì. Có lẽ anh dùng từ không đúng, nhưng điều anh nói đều là sự thật. Điều anh nói là sự thật. Sự thật gì chứ? Sự thật của anh chính là chuyện em mua biệt thự. Tôi mua biệt thự thì chẳng là gì hết à? Tôi chẳng là gì hết thì anh có thể lừa tôi sao? Anh lừa em là muốn tốt cho em thôi. Nếu anh không lừa em, để em mua biệt thự thiệt rồi thì đời em tiêu luôn. Em biết không? Tiêu cái gì? Tiền là tôi tự kiếm, tôi tự trả. Tiêu cái gì? Tôi tiêu cái gì chứ? Em ngồi xuống đi. Tôi không ngồi. Ngồi xuống đi. Tôi không ngồi. Tôi không cần anh ở đó giả vờ. Được, vậy cậu đứng đó đi. Tôi tính sổ với cậu. Thật ra biệt thự cậu mua không chỉ 4 triệu. Tạm thời tôi bán cho cậu với giá 4 triệu đi. Đủ rẻ rồi chứ. Tôi đã giảm đến mức giá rẻ nhất trên cả thế giới. Bán cho cậu. Thanh toán đợt đầu cậu trả 880 ngàn. Vậy thì còn bao nhiêu? Còn 3.120.000 đúng không? Mỗi tháng cậu có thể trả được bao nhiêu nữa? 20 ngàn. Được, 20 ngàn. 20 ngàn. 20 ngàn tức là 156 tháng, nghĩa là 13 năm. Cộng thêm tiền lãi của ngân hàng gần 1 triệu. Vậy là cộng thêm 4 năm. Trong 880 ngàn đó, có 360 ngàn là cậu mượn đúng không? Cộng thêm 3 năm nữa. Như vậy tổng cộng là 20 năm. 20 năm đó, cậu phải làm nô lệ cho biệt thự đó 20 năm, cậu biết không? 20 năm sau, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi bao nhiêu tuổi không cần anh lo. Tôi thích làm nô lệ đó, rồi sao? Đừng nói là 20 năm, cho dù 30 năm tôi cũng trả nổi. 30 năm. Tôi đóng phim, anh biết không? Tôi đóng phim tôi kiếm được tiền, tôi trả nổi. Cậu đóng phim thì kiếm được bao nhiêu? Một tháng cho cậu 20 ngàn là cậu đóng đến con mắt nổ đơm đớm. Đóng thâu đêm suốt sáng. Cậu còn đòi 30 năm nữa. Tôi thấy chưa đến 3 tháng là cậu được chôn vùi dưới đất rồi đó. Tôi không làm một mình. Tôi sẽ làm cùng anh hai. Tôi tìm kịch bản, ảnh tìm người đóng. Sao? Anh thì biết cái gì? Tôi với anh hai, cậu đừng nhắc tới anh hai nữa. Cậu còn dám nhắc tới anh hai nữa à? Cậu tưởng tôi không biết cậu diễn những vai gì sao? Cậu tưởng anh hai làm như vậy là vì kiếm tiền à? Tại sao anh hai giúp cậu? Cậu có biết tại sao không? Anh ấy không phải kiếm tiền, anh ấy sợ cậu gục ngã thôi. Người mà anh hai kiếm cho cậu đã nghĩ từ lâu rồi. Mấy hôm nay đều chính là anh hai diễn đó. Anh hai treo cậu thế cậu, anh hai nhảy xong thế cậu. Anh nói cái gì? Là chính anh hai diễn à? Đêm hôm qua là anh đến phim trường đó anh hai. Anh hai đã lớn tuổi rồi, đã 2 ngày 1 đêm không ngủ gì hết mà còn lo đến việc đưa tiền cho em. Em nói đi, em là cái gì vậy? Chẳng là cái gì hết. Vậy là mấy anh hùa nhau làm hợp đồng giả lừa em. Lừa em? Anh nói thật cho em biết, là anh hai năn nỉ anh làm như vậy đó. Lúc đó anh đã từ chối rồi. Sau đó anh ấy tính cho anh nghe số tiền em phải trả. Nói là nếu không làm như vậy là anh cướp mất 20 năm hạnh phúc của em. Để em sống cuộc sống người không ra người 20 năm. Anh không cho em mua biệt thự là cho em cuộc sống con người sao? Mua biệt thự chính là ước mơ của em. Em mua không nổi tòa ở Tứ Hoàng, em có thể mua ở Lục Hoàng. Em mua không nổi tòa độc thì mua dãy. Em mua không nổi căn lớn thì mua căn nhỏ. Nói tóm lại phải mua cho bằng được. Anh không có quyền giết chết ước mơ của em. Ước mơ cái con khỉ. Nếu em có con thì làm sao? Sau này em không muốn có con. Nếu bây giờ em có rồi thì sao? Em cũng không lấy. Được. Được, được. Cậu giỏi lắm. Cậu giỏi lắm. Anh đừng nói với em những gì không đâu nữa. Ngày mai em sẽ hủy hợp đồng. Sau này em vẫn sẽ sống theo kế hoạch của mình. Em cũng không cần anh hai diễn thế em. Vợ em có thai rồi. Cái gì? Anh hai nói anh biết. Bác sĩ nói cô ấy từng sảy thai, sức khỏe lại yếu. Đây có lẽ là đứa con cuối cùng của cô ấy. Đứa con cuối cùng? Anh hai nói không thể để em làm mất đi quyết thống của nhà họ Phó được. Nếu anh không làm hợp đồng giả đó, đồng nghĩa với việc anh giết chết đứa bé. Đồng nghĩa với việc cướp mất hạnh phúc cả đời của Miu Miu.
Nếu anh không làm hợp đồng giả đó thì anh không phải là anh ba của em. Anh hai, anh làm vậy để làm gì? Anh nhờ em làm hợp đồng giả, còn anh thì đi bán mạng. Thôi bỏ đi, em về đi cắt tinh. Anh không muốn gặp em nữa. Nhìn thấy em là anh thấy khó chịu rồi. Anh ba, em biết rồi, em đi đi. Nếu em không muốn đứa con này thì em giết nó đi. Có giỏi thì em giết nó đi. Biệt thự anh bán với giá rẻ cho em. Em đi đi. Sao vậy Miu Miu? Em vừa điện cho anh là anh tới liền. Anh hai, em nghĩ kỹ rồi, cuối cùng em thấy nên nói với anh một tiếng. Em muốn phá thai. Tại sao vậy? Chúng ta đã nói rồi mà. Các tình đã biết hết rồi anh. Hôm nay anh ấy đến khu biệt thự đó, phát hiện hoàn toàn không có biệt thự đó. Anh ấy trách móc em, trách em cùng mấy anh đã lừa anh ấy, trách em đã hủy hoại ước mơ của anh ấy. Anh nói nếu không mua biệt thự thì sẽ không nghĩ đến việc có con. Em có nói cho nó biết em có thai không? Dạ không có. Nhưng anh ấy nói rồi, cho dù em có thai, anh ấy cũng cương quyết không lấy. Anh ấy còn nói nếu em nhất định muốn lấy thì anh ấy bỏ em luôn. Cái thằng trời đánh này chết tiệt. Không được đâu Miu Miu, em không được phá thai. Bỏ đi anh hai, chuyện này không giấu được lâu đâu. Làm theo lời ảnh đi. Dù sao mua biệt thự rồi, tụi em cũng không nuôi nổi nó đâu. Em làm gì vậy Miu Miu? Em đi đăng ký. Cảm ơn anh. Em đã quyết định rồi. Mình đúng là chẳng là gì hết sao? Alo, Cát Tinh. Đáng lẽ anh định không cho em biết, nhưng bây giờ anh nói với em một tiếng. Anh đang ở bệnh viện. Miu Miu, Miu Miu bị gì anh? Miu Miu có thai rồi. Nhưng mà vì biệt thự của em, cô ấy định phá thai. Cô ấy rất buồn, buồn đến khóc luôn rồi. Nhưng con và em, nếu phải chọn một trong hai, cô ấy chọn em. Đứa con là vật cản cho biệt thự của em, nên cô ấy phải loại bỏ vật cản này. Cô ấy nói rồi, không cần sinh nữa. Cứ nuôi em như nuôi con vậy, cả đời này chỉ dựa vào em thôi. Ai bảo cô ấy yêu em? Đáng đời. Anh hai, anh cản cô ấy giùm em. Em sẽ tới ngay. Phá thai ở đâu? Tôi muốn phá thai. Anh, không phải, là vợ tôi phá thai. Chính là khoa sản ở đâu vậy? Khu Tây, khu Tây. Số 37, mời đi theo tôi. Miu Miu,
Justin. Miu Miu. Ông xã, anh chửi em không giận đâu. Anh không cần lo cho em. Cho dù không có con, em vẫn yêu anh mà, anh biết chứ. Anh cũng yêu em. Em không có lừa anh. Em thật sự yêu anh. Anh biết, lừa rất tốt, yêu rất tốt. Miu Miu, chúng ta hãy giữ lại nó đi. Em nghe lời anh, bây giờ em đi. Em đi đâu? Em nói giữ, chứ không phải phá thai. Giữ lại, chúng ta giữ lại đứa con này. Biệt thự gì chứ? Em đừng có nhắc nó nữa. Anh đồng ý giữ lại con hả? Anh đồng ý. Cảm ơn ông xã. Cảm ơn. Em cảm ơn anh cái gì chứ? Anh chẳng là gì hết. Anh chẳng là gì hết. Thôi được rồi. Suýt chút nữa anh hại chết con mình rồi. Thôi đủ rồi, về nhà rồi hãy khóc. Về nhà rồi nói đi. Bà xã, để anh dìu em đi. Ông xã không cần phải làm như vậy đâu mà. Cho nó tập đi là vừa. Cát Tinh, em chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy. Em nói vậy là đang trách anh rồi. Có phải em vẫn còn giận anh không? Đi nào bà xã. Số 37 có phá không vậy? Không phá nữa. Đợi kiếp sau đi. Hãy cùng nắm tay nhau, cùng đi tìm hạnh phúc. Em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc. Sự hối hả và nhộn nhịp thường làm ta không nhận ra. Chỉ cần con đường em đi không còn cô độc nữa. Hãy cùng nắm tay nhau, cùng đi tìm hạnh phúc. Em hạnh phúc, anh mới hạnh phúc. Năm tháng của đời người được mấy khi ngọt ngào. Chỉ cần mùa xuân luôn nở trên khuôn mặt em. Hạnh phúc như ngọn gió thổi qua đoạn đường đi tới. Hạnh phúc gặp nhau trong mộng, cho tình yêu chấp cánh. Có được chính là do không cưỡng cầu. Mất đi rồi cũng đừng quá nuối tiếc. Hạnh phúc có được là phúc, dằn lòng cũng là phúc. Biết đủ chính là điều hạnh phúc lớn nhất. Biết đủ chính là điều hạnh phúc lớn nhất. Hạnh phúc, hạnh phúc có được là phúc, dằn lòng cũng là phúc. Biết đủ chính là điều hạnh phúc lớn nhất.